Đến trở lại về kênh Baby. Hôm nay mình sẽ cô mình muốn cho mình rau thơm hùng đấy, rất ngon luôn. Ngon luôn này, mình bây giờ mình ăn luôn, không chờ đợi gì nữa. Bây giờ mình sẽ bẻ cái càng ăn trước nha. Nó bẻ cái gì ta? Mình không biết bẻ luôn trời. Ui, nó dài ghê. Ui, đầu nó thỏ quá chừng. Nóng quá. Nhìn ngon chưa? Ui nóng quá các bạn ạ. Ui nóng luôn á. Ui thịt trắng nhỉ. Các bạn thấy chưa? Ngon chưa? Ngon chưa? Mình để tôm này. Đấy các bạn thấy chưa? Trắng chưa? Thơm lắm, mình ăn thử nhá. Ăn thử nhá. Ui, nó rơi này, rơi này. Ôi, ngon quá Dương nè, đưa đây cho mình nè. Đó, thấy chưa, ngon chưa, ngon chưa. Ngon quá. Thịt nó ngon ngọt. Mềm mềm mềm. Ngon ngon. Cái cay cay của tương ớt. Thật sự là ngon luôn á. Ồ, thấy chứ, ngon chứ này. Đó, thịt nó chắc ngót luôn này, này, thấy không? Đó, yummy, yummy. Ồ, thử chấm luôn, thử chấm một miếng nữa nè. Một miếng nữa. Ngon quá. Ngon quá các bạn ơi. Chảy nước luôn nè. Để cái đĩa ra tương ớt này mọi người một chút để chờ. Đây, qua đây. Đó, các bạn thấy chú thịt nó trắng bốt luôn. Rồi, mình thử nghe, mời các bạn ăn nha, ngon chứ. Mình bón các bạn này. Các bạn đi, ngon nha, nha, mình cậu ca cạn rồi. Đây, mình ăn. Ăn không nó rất ngọt luôn ạ. Đây này, thịt nó rất đỏ luôn nha. Tươi đỏ luôn nha. Các bạn thấy chưa? Đây, đó. À, mình cắt cho mình ngồi. Đấy. Cái đấy mình bóc. Ui, cái vỏ nó cứng thật luôn ạ. Nè. Ui, cẩn thận vỡ vỏ nha. Hả? Thấy chưa? Ngon chưa? Đây. Để cái này nữa quá. Đấy, cũng thấy chưa? Thịt đỏ chót luôn. Ngon ạ. Ăn chấm ăn nha. Ồ. Ngon quá vâng trời. Cho cô cái phim một miếng này. Ăn đi. Cô phải gặp gì quay quá các bạn ơi. Mấy con nước nha. Quay một cái miếng to cho là được. Quay miếng con. Quay một miếng nữa. Không miếng. Các bạn thấy dưa ngon luôn. Ngon ghê các bạn. Cái này nó dai dai, ngon ngon lắm, giống như nhúng nhí luôn á. Nhưng bây giờ đang cái giấc cây. Bạn thấy chưa? Không biết bên trong này nó có cái gì. Wow, thịt nó trắng chưa? Ui.
Ôi dồi, nó trắng luôn này ạ. Này này, nó cong lên một cái đen này này. Ờ, nhầm nhí, nhầm nhí luôn á. Mình thấy lớp vỏ nha. Dài quá chừng trời, dài quá chừng. Các bạn thấy video của mình hay chưa? Hãy comment bên dưới cho mình nhé và bình luận cho mình mới nhé và chia sẻ video. Thảo hợp hẹn các bạn lần sau. Bye bye.